Brazil đang trải qua giai đoạn khủng hoảng kinh tế lớn nhất lịch sử của quốc gia này. Nhiều số liệu thống kê công bố gần đây cho thấy Brazil vẫn chưa thể vượt qua khủng hoảng trong một sớm một chiều. Tuy vậy, Bộ trưởng Bộ Kinh tế quốc gia này cho rằng nền kinh tế sẽ thực sự khởi sắc trong thời gian tới đây. Bộ trưởng Bộ Kinh tế của Brazil, ông Henry Y. Meirelles, mới đây đã có nhận định rằng nền kinh tế của quốc gia này đang trên đà hồi phục sau những khủng hoảng nặng nề. Điều đáng nói là trong thời gian gần đây, những số liệu thống kê về tình hình kinh tế của quốc gia này đã được công bố và chứng minh điều ngược lại. Cụ thể là sản lượng công nghiệp của Brazil bị giảm mạnh trong tháng 8, thêm vào đó là tỷ lệ thất nghiệp tăng cao. Nhiều ý kiến lo ngại rằng Brazil sẽ khó lòng thoát khỏi cuộc khủng hoảng lớn nhất lịch sử này một sớm một chiều. Tuy vậy, ông Henry White vẫn tin tưởng vào dự đoán của mình và cho rằng Brazil sẽ phục hồi 1,6% nền kinh tế trong năm tới. Theo ông, quốc gia này tiếp tục đẩy mạnh cải cách nền kinh tế, tái cấu trúc hệ thống phúc lợi, sửa đổi hiến pháp để hạn chế chi tiêu công. Với những chính sách về cân bằng hệ thống, chúng tôi tin rằng nền kinh tế của Brazil sẽ vượt qua thời điểm gian nan này và quay lại lộ trình phát triển đích thực. Được biết, Brazil vẫn chưa kiểm soát được tình trạng lạm phát. Thêm vào đó, thời tiết xấu đã khiến nhiều chủ đầu tư dừng dự án khiến hàng loạt người lao động mất việc làm.